của tra quả. Nhóm thứ nhì solution sẽ có một bài kiện ngắn để đàn tra. Xin quý vị cho một hoàng vỗ tay thật lớn, thứ nhì. Thoáng tuyệt vời,
xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa, không bao giờ tàn úa, dung nhan người được sáng tâm linh. Like this style, trade shoes with someone and walk a 4 mile. When you get to where you go, stop and stay a while. Shake a hand, turn a stranger into a friend. Be the one to remind them that we're one and the same. Shine a light, make it true and make it genuine. Then do it again and then again. Oh, imagine what this world could be. Imagine what we could be.